Đố mọi người biết đây là chuối gì nè. Nhìn sơ qua thì sẽ có bạn nghĩ đây là chuối sứ nhưng mà không phải đâu nha. Đây là chuối sáp đó mọi người. Chuối này thì Hoa cũng chưa ăn sống bao giờ nên là cũng không biết cái mùi vị của nó như thế nào có giống chuối sứ hay không. Tại vì đa phần mua về là Hoa chỉ hấp lên hoặc là nướng ăn thôi à. Khi mà mua chuối về chuối nó mới hờm hờm mọi người hấp ăn nó sẽ ngon hơn. Kiểu nó có vị ngọt nhưng mà nó vẫn cứng cứng á. Còn bữa nay thì Hoa để chín mấy ngày xong rồi luộc hơi bị lỗ thời gian nên là nó hơi mềm. Sáng nay thì hai vợ chồng Hoa chỉ tráng miệng với mấy trái chuối sáp hấp này thôi. Ăn sáng đơn giản thôi bởi vì trưa nay hai vợ chồng Hoa có hẹn đi ăn lẩu. Bình thường ở nhà thì Hoa chỉ toàn mặc đồ bộ thôi nhưng mà ra đường thì cũng phải chỉnh chu một chút xíu. Tha một miếng chống nắng son tí môi cho nó tươi tắn rồi xịt miếng nước hoa cho nó thơm nè nói là xịt nước hoa cho nó sang vậy thôi chứ cái loại nước hoa hoa dùng giá hành rẻ cực kỳ luôn hoa hay dùng nước hoa chiết ở bên cốt eco giá thành hợp lý mà lại còn có nhiều mùi hương tha hồ cho mình lựa chọn shop này người ta đóng gói hàng rất là cẩn thận và chỉnh chu mọi người có thể mua để làm quà tặng cho người thân bạn bè hoặc là người yêu cũng đều được luôn á hoa hay dùng cái nước hoa loại này bởi vì thiết kế của nó nhỏ gọn bỏ vào túi mang đi đâu cũng rất là tiện chuyển cảnh tới chỗ trưa nay vợ chồng hoa lẩu nhà nhìn cái băng truyền nó chạy vòng vòng như thế này thì chắc là mọi người cũng đoán được là trưa nay vợ chồng hoa lẩu ở đâu đúng không nè hai vợ chồng hoa phải nói là fan cứng ở chỗ này luôn á cứ hôm nào thèm ăn mà lừ nấu thì hai vợ chồng lại rủ nhau ra đây ăn hoa thấy là giá lẩu ở đây so với mặt bằng chung thì cũng khá là rẻ nên là vợ chồng hoa ra đây ăn thường lắm đi ăn lẩu ở ngoài thì thích thiệt đó không phải nấu nướng cũng chẳng phải dọn dẹp nhưng mà hoa sợ nhất là cái mùi đồ ăn nó bám lên quần áo á cũng may mà trong túi sách của hoa lúc nào cũng có sẵn một vài chai nước hoa của cốt đi cô để cứu cánh trong những cái trường hợp như thế này